Dù ra trong bóng tối, em lớn lên với những bụi trần. Đi qua bao năm tháng, bao cay đắng cuốn lấy đời em. Em tôi hay mơ lắm, một mái ấm với những nụ cười. Nhưng sao ôi xa quá, cuộc đời này không nhớ tên em. Không, em không muốn cuộc sống như vậy. Không, em muốn sống có mẹ có cha. Không, em muốn sống cuộc sống bình thường. Xin cho em được về với tuổi thơ. Em xung quanh em không thiếu tình người. Em hãy mỉm cười với những gì đã qua. Sau cơn mưa bầu trời lại sáng lên. Sau cơn mưa cuộc đời lại sáng lên. Sáng lên. Anh định chở em đi đâu vậy? Em thích đi đâu, anh chở em tới đó. Hay là mình đi ăn đi. Cũng được. Vậy mình đi kiếm cái gì ăn rồi mình đi đâu cũng được mà. Yes, madam. Bữa nay đông khách lắm hay sao mà về trễ dữ vậy cả. Về rồi đó hả? Nè, trên đường về ông có thấy con Xuân đâu không? Mọi bữa là giờ này đi học về rồi, bữa nay sao ông thấy nó đâu hết trơn á, không biết có chuyện gì không nữa. Nay chủ nhật học hành gì? Quên. Hồi sáng nó xin phép tôi, nó đi bán hoa ngày lễ Valentine tiết gì đó với con Mai. Trời ơi, sao nó không nói gì với tụi nó trơn vậy? Ta nói bà, bởi vậy hãy hở ra là trách móc nhỏ không à. Hồi sáng nó đi sớm, nó tính lại, nó thưa với bà nó đi. Nó thấy bà còn ngủ nên nó không dám thưa. Rồi nó ra nó nói với tôi là ông thấy bà vậy, ông nói lại giùm cho con. Rồi cái tôi quên. Già cả rồi hay lẩm cẩm lắm. Bữa nay chạy xe cũng có khá tiền. Rồi mua con cá lóc về để bồi dưỡng cho bà nè. Mua làm chi cho tốn tiền vậy? Có dư để dành trả nợ cho ông Tám. Để thiếu nợ lâu ngày, ngại quá. Trời ơi, bộ bà ngại tôi không biết ngại hả? Có chuyện nợ từ từ trả. Còn cái chuyện mà bồi dưỡng cho bà trong lúc bà bệnh nó mới quan trọng. Biết không? Thôi, đưa đây tôi vô tôi nấu cơm cho ăn. Thôi, tôi nấu rồi. Coi. Còn cái này á, tôi để chiều tôi nấu cháo cho con Xuân nó về ăn luôn. Cái tật của bà, tật cãi, không bỏ lúc nào cũng cãi. Đã dặn rồi. Bệnh hoạn vậy để cái chuyện cơm nước rồi tôi tranh thủ tôi về tôi nấu cho mà ăn. Chân giò cứ đi cà thọt. Cứ đi tới đi lui rồi biết bao giờ nó mới lành được. Ông biết chứ nằm chỗ buồn tay buồn chân lắm. Nên thôi, tôi muốn làm rồi. Gì đó cho nó vui ngoai. Đi đây. Thôi vô ăn cơm. Đi cà thọt vậy mà cứ đi hoài. Đừng nói lên dốc ông nội nghe.
em chào chị. Chào em. Chị ơi, em xem ở ngoài có tuyển dụng lễ tân, giờ ở đây mình có còn tuyển không chị? Ờ, còn em. Em muốn xin vô làm hả? Dạ. Ờ, trời, phải chi có thêm em vô làm thì tốt biết mấy. Chứ một mình chị làm ở đây mệt muốn chết luôn à. Em chờ chị chút xíu nha. Dạ. Em vô đây với chị nha. Dạ. Lan. Dạ chú ơi, là cô này nè chú. À. Dạ. Cháu đến đây xin việc làm phải không? Dạ đúng rồi chú. Vậy qua đây đi cháu. Dạ. Ngồi, ngồi đi cháu. Dạ. Cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Xuân chú. Cháu có mang hồ sơ xin việc hay là giấy tờ gì không? Dạ. Dạ, cháu gửi chú. Bây giờ nếu mà chú nhận á thì bao giờ cháu đi làm được? Dạ, bây giờ cháu làm liền được luôn chú. Ừ, vậy à? Dạ. À, như vậy thì hôm nay thử việc luôn nghe. Dạ, dạ được ạ, cháu cảm ơn chú. À, thì bây giờ lương thử việc ban đầu á là 2,5 triệu một tháng. À, một ngày làm 8 tiếng, cơm nước thì nhà hàng lo. Còn tới khi nào chính thức á thì cháu sẽ nhận 3 triệu một tháng. Như vậy có được không? Dạ, dạ được ạ, con cảm ơn chú. À. Dạ. Uống miếng nước đi cái đã. Uống đi em. Hồi nãy em ăn có ngon không? Ừ, ngon. Bây giờ em muốn đi đâu chơi nữa? Ăn á, thì cũng ăn rồi. Uống cà phê á, thì cũng uống rồi. Giờ mình đi đâu ta? Giờ chỉ còn xem phim với hát karaoke. Hả? Thôi, không mấy mình đi xem phim đi. Hả? Thôi, thôi. Mình đi hát đi. Lâu rồi em chưa được nghe giọng hát của anh á. Thôi, em vô karaoke, em toàn chê anh hát dở không à. Thôi em chọc anh hoài à. Em chê hồi nào? Thôi, không đi đâu, xem thôi, phim. Thôi, đi hát đi. Thôi. Anh có đi không? Thôi được, anh chiều em một lần nữa. Anh ơi, mua bông tặng chị nha anh. Cho anh một bông hồng đi. Em chờ anh một chút xíu nha. Ủa, anh đi đâu vậy? Dạ, cảm ơn anh. Bí mật. Dạ, cho em gửi tiền thôi. Cảm ơn em. À, em ơi. Dạ, anh mua bông hả? Lấy cho anh một bó đi. Dạ, 100.000 ạ. Nè, anh gửi. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Lisa. Anh tặng cho em nè. Anh tặng em hả? Em cảm ơn anh. Ngày hôm nay anh sẽ dành hết cho em. Em muốn đi đâu anh cũng sẽ sẵn sàng. Vậy mình đi hả? Vậy mình đi. Ông chủ ở đây tốt bụng dữ lắm. Ông rất thương nhân viên, không có giống như những chỗ khác đâu em. Vậy hả chị? Ừ. Em ngồi xuống đây đi. Em đang là sinh viên hả? Dạ, em đang học đại học sư phạm năm cuối. Ủa, em đi làm gì sao em đi học? Dạ, em nghỉ rồi chị.
đang học năm cuối mà sao em lại nghỉ? Dạ em thôi bây giờ chị sẽ hướng dẫn công việc cho em ha. Vị trí của mình á là ngồi ở đây, khi mà khách tới á thì mình sẽ đứng lên cười chào khách, rồi mình sẽ hỏi khách đó đã có bạn chưa. Nếu mà chưa có bạn á thì em sẽ hỏi số người trước, rồi sau đó em sẽ hỏi khách là muốn ngồi ở vị trí nào, ngồi phòng lạnh hay là ở sân giường. Mình để khách chọn, sau đó mình sẽ dẫn khách đến vị trí mà khách mong muốn, rồi mình bàn giao lại cho phục vụ, xong mình trở về đây. À, dạ. À, còn nữa nè, đây là sổ booking ha. Khi mà khách mà đặt bàn á thì em sẽ ghi thông tin của khách vào đây ha. Khi khách tới á, mình chỉ hướng dẫn khách vào vị trí của khách thôi à. Công việc chỉ đơn giản vậy thôi đó. Dạ, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng làm. Giờ chị em mình bắt đầu làm việc nha. Dạ. Không biết tôi làm cái gì ở đâu mà giờ này chưa chịu về. Ông gọi điện thoại cho nó chưa? Tôi có gọi điện thoại cho nó rồi, nó nói nó đang trên đường về. Thôi bà làm ơn mà ngồi đây giùm tôi đi, chân đau mà cứ cà thọt đi hoài. Kìa, nó về tới rồi kìa. Trời ơi, đi đâu mà giờ này mới chịu về? Hả? Có biết là bà ngoại lo cho con lắm không? Dạ, con biết. Con xin lỗi ngoại, tại vì con bận nên con về trễ một chút. Thôi để ngoại xách giỏ, con vô ăn cơm luôn. Dạ. Thưa ngoại, con mới về. Để con coi hôm nay nhà mình ăn cái gì nè. Chào con Long. Hôm nay ông ngoại chạy xe cũng được khá khá tiền, cho nên mua con cá về để bồi dưỡng cho bà ngoại con. Bà ngoại là nhất rồi nha. Để con múc cho ngoại. Lo ăn đi, đừng có mà nịnh tôi nha. Nè, bỏ chút tiêu vô. Bữa nay có cái chuyện gì mà cái mặt vui lắm nè. Dạ, đâu có gì đâu ngoại. Thiệt không? Ha. Dạ thiệt. Giấu tôi là không có được đâu nha. Còn có giấu ngoại gì đâu. Của ông ngoại nè. Giờ này ông bà và bé Xuân đang làm gì? Ở đâu? Có mạnh khỏe hay không? Có ai nhớ đến thằng Hùng ương bướng này không? Còn con, không ngày nào con quên được ông bà đã cứu mang. Khi tụi con cơ nhở, ông bà đã xem tụi con như ruột thịt của ông bà. Nè, hai đứa kia làm gì đây? Mày tính ăn trộm nhà tao hay sao? Cái gì vậy ông? Không, không có đâu ông. Sự thật không phải như vậy đâu. Ông ơi,
Sao nó nóng quá ông ơi? Chắc là bị cảm xúc đó bà ơi. Trời lạnh sương xuống, nó thấm vô. Người lớn á còn chịu không nổi huống chi con nít. Thôi con, nín đi, không sao đâu. Bà đi mua thuốc đi. Thôi ông ở nhà coi chừng, để tôi đi mua thuốc cho nó. Rồi được rồi, đến đây con. Rồi nín giỏi ông cưng nha. Rồi ông đưa con về với mẹ ha, nín nghe con. Rồi giỏi con rồi. Đến mời con nào. Rồi đến đây con. Rồi đến giỏi ông cưng. Còn có nhiêu đây hả ông ơi? Chắc không đủ. Mẹ ruột thì dứt bỏ con, nhưng ông bà không những đi tìm con khi con bỏ đi, mà còn lo lắng quan tâm chăm sóc khuyên bảo con lên người. Sao giờ này mà thằng Hùng nó cũng chưa về hả bà? Không mấy giờ bà cứ ở nhà bà coi chừng nhà đi. Tôi rảo ngoài chợ tôi coi đón nó về nha. Nghe không? Con chào ông bà, con mới về. Từ hồi sáng giờ con đi đâu rồi giờ này con mới về? Giờ con đi đâu vậy hả? Mặt mũi vậy sao không chịu ở nhà nghỉ ngơi? Dạ con đi chơi nè. Con đừng có giấu ông bà nghe chưa? Con ra chợ con làm việc cho người ta có đúng vậy không? Dạ đúng không? Dạ đúng. Tại sao ông bà đã không cho con đi làm nữa mà con còn cãi ông bà con đi làm vậy là sao? Ngày hôm qua đi làm về mặt mũi đã về rồi, không ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài làm lỡ có chuyện gì rồi sao? Hả? Thôi mà ông ơi, thôi, là gì? Nó biết lỗi rồi. Tại vì nó thấy tôi với ông khổ quá, nó muốn giúp đỡ thôi. Ông sao mà cứ kỳ cục. Bà cứ để yên, tôi nói chuyện với nó. Bà cứ xía vô hoài làm sao tôi nói chuyện với nó được. Bởi ông bà xưa nói đúng, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Để tôi dạy cho nó nên người, để sau này không có trách cứ mình được. Nè, vô ngồi đây, ông nói chuyện với con. Cho con thêm một lần nữa. Cái chuyện đi làm ông bà cũng không có cấm cản con, thấy không? Nhưng mà mặt mũi của con như vậy, ra đường lỡ có chuyện gì rồi sao? Bây giờ á, con cứ nghỉ ngơi ở nhà cho nó khỏe đi. Chừng nào lành hẳn rồi thì tính sau. Sáng giờ con có thấy đỡ đau không? Thiệt mà luôn buồn quá, mình muốn thuốc cho con rồi. Lát nữa rồi bà hai ra tiệm, bà hai mua cho con nghe. Dạ thôi khỏi cần bà, với lại con cũng bớt đau rồi, con có thuốc mà. Xạo quá, tiền ở đâu mà mua thuốc hả? Thôi để đó bà mua, để lâu quá nó nặng thêm mệt lắm. Dạ không có đâu bà. Nè bà ba mua thuốc cho con á. Ủa bà ba à?
thôi được rồi. Giờ vô tắm rửa đi, ăn cơm xong rồi nhớ uống thuốc nha. Nhớ nghe không? Dạ. Mà chính con đã bỏ ông bà ra đi. Con thật đáng trách. Làm sao con có thể gặp lại ông bà bây giờ? Quá vui quá hả mày? Công nhận quán đó mấy em đã thiệt. Bữa nào tụi mình ghé chơi tiếp ha. Ủa Hùng, nãy giờ mày ngồi đây hả? Sao buồn quá vậy? Dạ em tới giờ đi xem địa bàn rồi, anh em mình ra làm mấy chai nha. Đi đi. Dạ. Ngoại uống nước đi ngoại. Con mời ngoại uống nước. Xuân à. Dạ. Hình như con có chuyện gì muốn nói với ông bà phải không? Dạ. Con ngồi xuống đây đi. Ngồi. Có chuyện gì phải không? Nói cho bà nghe coi. Dạ, đâu có gì đâu ngoại. Thôi ngoại uống nước đi ngoại. Có chuyện gì, nói cho ngoại nghe đi. Chứ dạo này ngoại thấy con lạ lắm á. Như là có chuyện gì á muốn nói mà không dám nói ra. Đúng không? Chuyện gì nói đi. Nhưng mà ngoại phải hứa, con nói ra ngoại đừng la con nha. Câu này tao nghe quen quen à. Hình như con có nói lần với ông bà rồi. Thôi đừng có vòng vo nữa, con cứ nói cho ông bà biết đi. Dạ, con muốn xin ông bà ngoại. Rồi sao? Xin ông bà ngoại cho con. Cho con gì? Cho con nghỉ học. Cái gì? Con muốn nghỉ học à? Ngoại cấm nghe. Ông ngoại quyết định là con không có quyền nghỉ học nghe chưa? Bà cũng không đồng ý vậy. Ngoại ơi, ngoại đừng có giận. Con học không nổi nữa đâu, ngoại đừng bắt con học. Học không nổi cũng phải học nữa. Ông bà dù có làm lụng vất vả tới đâu cũng phải lo cho con học tới nơi tới chốn. Ngoại ơi, con nghĩ bây giờ nhà mình đang khó khăn, bà ngoại đang bị đau chân như vậy, bây giờ để cho một mình ông ngoại chạy xe lo cho hai bà cháu như vậy, con nhìn ông như vậy con không chịu được. Nhưng mà thôi, tôi không nói nữa, ông nói đi. Ông ngoại, Xuân à, ông ngoại xin con. Con đừng có nghỉ học. Con hãy nhìn ông ngoại nè, cũng vì ông không biết chữ nghĩa như người ta,
cho nên bây giờ ông vất vả cả cuộc đời ông như vậy nè. Vì hoàn cảnh khó khăn lắm con ơi, con còn không đủ ăn nữa mà, làm sao mà nghĩ tới cái chuyện học con. Vì vậy mà ông phải nghỉ học sớm rồi đi kiếm việc làm phụ giúp với gia đình. Cũng vì lẽ đó mà cho tới bây giờ ông từng tuổi này rồi mà còn chạy xe ôm vất vả để kiếm tiền sống qua ngày. Con đừng đi theo vết xe đổ của ông ngoại. Con có hiểu không Xuân? Xuân à, trong lúc mà ông bà còn có thể lo cho con được thì con cứ để cho ông bà lo. Lo được tới đâu á thì hay tới đó. Còn mọi chuyện á để sau này hãy tính sau. Chứ con lúc này mà nghỉ học á thì làm sao mà có bằng cấp để mà dạy học. Con nhớ không, lúc trước á con hãy nói với bà, ước mơ của con á là được tốt nghiệp ngành sư phạm, được đứng dạy học cho lũ trẻ. Con cứ nói đi nói lại cái ước mơ đó lúc mà con còn học phổ thông á, con nhớ không? Dạ con nhớ ngoại. Mà ngoại ơi, con hiểu ý ngoại, con hiểu hết á. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình mình vậy, con chỉ muốn cho ông bà ngoại được nghỉ ngơi thôi. Con không thể nào để cho ông bà ngoại cực khổ vì con nữa. Nó nói gì thôi giờ tính sao ông? Dạ anh hai. Dạ anh hai. Anh hai, tụi bay nghe đi, một rừng không thể có hai con cọp, cho nên tao muốn tụi bay là ngay đêm nay tìm mọi cách thanh toán cho được nhóc đó. Nên nhớ làm cho gọn và sạch, đừng để chèo chống công an phát hiện, hiểu chưa? Đại ca giao cho bọn em thì đại ca cứ yên tâm, chuyến này nó không chết cũng phải ngồi xe lăn. Tốt lắm, như vậy mới đúng là đàn em của Hai Hổ. Đi đi. Dạ, dạ, dạ. Okay. Cảm ơn anh về bó hoa nha. Không có gì. Hôm nay đi chơi vui quá anh ha. À, vậy đó. Vậy mà có người đợi anh ăn nỉ mới chịu đi à. Chứ sao, bộ anh tưởng em dễ dụ hả? Em mà dễ dụ sao? Mà dù sao cũng cảm ơn anh đã chở em đi chơi cả ngày, còn tặng hoa cho em nữa. Không có gì, miễn sao em vui là được rồi. Anh, lâu rồi anh có biết tin tức gì của anh Hùng không? À, cũng đã khá lâu rồi. Anh có về trường để thăm thầy Phước. Thầy Phước nói thằng Hùng nó không có về trường, cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu. Nhắc tới thầy em mới nhớ, lâu rồi em chưa về thăm thầy nữa. Thầy có khỏe không anh? Thầy cũng như xưa thôi, chỉ có điều là tóc thầy đã chớm bạc rồi. Anh có cảm thấy kể từ khi anh Hùng trốn đi, trên khuôn mặt thầy lúc nào cũng buồn buồn không? Không ngờ em cũng nhớ dai quá ha. Anh nhớ chứ, bộ anh tưởng em mất trí hả?
Không phải, ý anh không phải vậy. Anh xin lỗi. Em cũng biết đó, thầy Phước là một người sống rất tình cảm. Thầy thương Hùng. Cứ mỗi lần mình về thăm thầy, thầy cứ hỏi là có gặp thằng Hùng hay không. Em thấy thương thầy quá. Hay là hôm nào em với anh tổ chức đi thăm thầy, rồi thăm mấy bé mồ côi luôn anh hả? Em tin vậy cũng được đó. Vậy hả? Hôm nay bầu trời nhiều sao đẹp quá anh hả? Bầu trời đẹp ha. Định lợi dụng em hả? Không có đâu, anh đâu có lợi dụng em đâu. Không. Vô chứ. Anh nhá. Anh đâu có lợi dụng em đâu. Đừng có lợi dụng nhá. Không có thiệt mà. Không có. Nó tới nữa kìa. Không biết bữa nay tụi nó muốn gì nữa đây. Hôm nay có anh Thắng ở đây, tụi bay cứ chơi thoải mái luôn. Vậy tàu. Nè anh Tâm, tụi này muốn tới đây để trả thù anh em mình rồi. Tụi này cũng can thiệt, chỉ đánh trong trận tơi bời mà bây giờ chết sắc tới đây để anh qua cho tụi nó một trận nữa. Bình tĩnh đi anh Tâm. Dạ con nghe nè chú. Mày về đây, chú có việc muốn nói với mày. Để hai đó coi được rồi. Dạ con về liền. Anh sẽ quán. Đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra trong khu vực làm ăn của mình. Em về trước đây. Anh gì ơi,
sau. Alo. Alo. Em bị tụi nó chém. Hả? Ở đó cái gì? Chém trên đường về nhà. Được rồi, anh biết rồi. Nè bắp, thằng Hùng bị chém trên đường về nhà. Sao rồi? Cô à... Cô này là... Cô là người đã giúp em đó. Vậy hả? Em có sao không Hùng? Tâm lặng. Đưa thằng Hùng về bệnh viện đi. Đi. Đứng lên. Cảm ơn em nhiều nha. Tôi cảm ơn cô. Cảm ơn em, rồi anh đi nha. Ờ, dạ. Bị sao? Hả? Anh... Người đàn ông bị thương lúc nãy đâu rồi? Bạn anh tới đưa anh vô bệnh viện rồi. Mà anh có sao không? Hả? Anh không sao. Người nhà vui lòng ở bên ngoài đi ạ. Tụi bay lại lũ ăn hại, có vậy mà cũng làm không xong. Dạ, bây giờ mình phải tính sao anh hai? Còn sao nữa hả? Trong đêm nay tụi bay phải lùng sục hết tất cả các bệnh viện trong thành phố này, giết nó cho tao, hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Đi đi. Cảm ơn anh nha. Nhờ có anh á, hôm nay đi chơi vui thiệt. Lần sau anh chị em đi chơi tiếp nha. Hên xui. Để xem lúc đó tâm trạng như thế nào đã. Cũng trễ rồi, em vào nhà đi, anh đi về nha. Ừ. Anh ngủ ngon nha. Chạy xe cẩn thận đó. Ừ. Em đi vô nhà đi. Ừ. Bye bye. Anh về nha. À chị ơi. Dạ. Cho em hỏi, khoảng hồi hôm tới giờ có bệnh nhân nào vô đây cấp cứu tên là Hùng không chị? Hùng? Không. À anh thử vô phòng hành chánh hỏi thử coi sao nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Mời vào. Em chào bác sĩ. Chào anh. Bác sĩ cho em hỏi, hồi hôm tới giờ có bệnh nhân nào vô đây tên là Hùng không bác sĩ? Anh chờ tôi chút xíu. Dạ.
Hỏi tên đầy đủ bệnh nhân là gì? Dạ, em không biết nó họ gì nữa, nhưng mà tụi em thường kêu nó là Hùng. Bác sĩ cứ dò dùm em tên Hùng là được rồi. Dạ, đợi chút. Không có bệnh nhân nào tên Hùng vô đây hết. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Hay là anh qua bệnh viện khác hỏi thử. Dạ, dạ em cảm ơn bác sĩ. Chào em đi. Gần đây thôi, nhờ nó mà mẹ sẽ nhận ra anh. Vậy là anh có mẹ hả? Thì đương nhiên là có rồi, ai mà không có mẹ chứ. Em đừng có nghe lời nói, tất cả người ở đây á đều có mẹ hết á. Anh nói dối em. Em nghe thầy Phước nói ai cũng có mẹ mà. Nhưng mà thầy Phước cũng nói tụi mình ở đây phải biết ngoan ngoãn nghe lời thầy cô và học hành thật giỏi. Thì lúc đó ba mẹ biết mình ngoan sẽ đóng mình về, còn không thì sẽ bỏ ở đây luôn. Em còn nghe thầy nói có người mẹ ở bên nước Úc, có người mẹ ở bên Mỹ. Nói chung là toàn là nước ngoài không à. Nhưng mà em chỉ mơ ước được gặp mẹ là em mừng rồi. Ủa sao mà anh biết mẹ anh gần đến đón chứ? Thì anh nghe thầy Phước nói. Vậy mẹ anh đang ở đâu anh biết không? Anh cũng không biết nữa, nhưng nghe thầy Phước nói là mẹ nói xa lắm. Nhưng mà một ngày gần đây thôi, mẹ của Misa sẽ tới đón Misa và Minh đi. Hai người đừng có buồn nha. Không có đâu, mẹ của Misa sẽ đón Misa trước hai đứa mình luôn á. Đúng rồi, lúc đó em sẽ đi về trước, bỏ lại hai anh đây luôn. À thôi, tụi mình chơi tiếp đi. Thôi mọi người đi đi, tôi ngồi đây nghỉ mệt. À, thôi, vậy mình cũng ra được. Chơi anh Minh. Đi 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 đi. Đi chơi. Bây giờ sao ta? À. Alo, anh nghe nè. Anh hả? Anh về gần tới nhà chưa? Chưa. Anh đang trên đường. Có chuyện gì không em? Em có chuyện gấp cần nói chuyện với anh quay lại đây đi.